Thợ này cắt xê bao nhiêu tiền một ngày ấy hả? Ê, bà còn biết đường bà trả đây. Để tiền sớm họ đi dừng được rồi. Đây công trình của bà để cho bà trả. Đây công trình bà trả. Điện thoại không tìm thấy đâu hả? Ừ, quên ra tiền đâu. Nhưng mà hư thì... Tao sẽ vậy thôi không biết. À. Chắc tao không quên là bỏ lè giữ quên đâu rồi. Hay không? Cho nên là hết luôn đấy. Ok luôn. Đấy. Phục vụ bà. Nay bà có cái phòng đẹp không ạ?